Ở sạc siêu nhanh, super fast charge được liệt kê là một trong số nhiều điểm nổi bật của Note 10 trên trang sự kiện Galaxy First Look. Sự kiện sẽ diễn ra tại cửa hàng Samsung 837, thành phố New York. Đây là nơi người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế sản phẩm ngay sau lễ ra mắt Galaxy Note 10. Ngoài super fast charge, Samsung còn liệt kê các tính năng mới như pin thông minh Intelligent Battery, chia sẻ pin không dây Wireless Power Share, bút S Pen thế hệ mới. Tuy Samsung chưa công bố chi tiết công nghệ sạc super fast charge có khả năng đó sẽ là sạc nhanh 25W, vốn đã có mặt trên nhiều smartphone như Galaxy S10 5G. Tuy nhiên, cũng có thể Samsung sẽ trang bị sạc công suất lớn 45W cho Note 10. Nếu có, sạc sẽ được bán riêng và tất nhiên không tính vào điện thoại. Superfast Charge hỗ trợ 25W hay 45W sẽ được Samsung xác nhận trong vài ngày tới đây, khi ra mắt Galaxy Note 10.